Anh chị thường á là anh chị mình hay hỏi em là cây nó bị thối rồi mình xử lý làm sao, em chỉ chịu chỉ cho các anh chị mình là mình cắt tỉa rễ nè, chỗ nào nó hư thối á thì mình sẽ cắt tỉa ha, rồi mình phun thuốc. Nhưng mà còn một cái phần quan trọng mà em ít có chỉ cho các anh chị, ít nhắc mọi người, đó chính là phần xử lý giá thể. Thì ở đây em có hai cái chậu 10 bít này, trước đây là ghép 4 chậu lận mà nó bị thối hai chậu rồi, bây giờ em gỡ ra thì cái phần giá thể này em sẽ xử lý nó ha. Thì với cái than hoặc là vỏ thông thì các anh chị nếu như mà mình tái sử dụng lại á, nếu như còn sử dụng cái than này thì em thấy vẫn còn ok nè. Nếu như anh chị mình tái sử dụng lại á, thì bắt buộc mình phải ngâm sát khuẩn lại các anh chị ha. Thì mình có thể xài những cái loại sát khuẩn mà nhà mình có, ví dụ như là vôi nè, hoặc là Bencona, hoặc là những cái loại thuốc mà thối nhũng mà các anh chị mình đang sử dụng. Thì ở đây thì em có Bencona thì em sử dụng Bencona ha. Ở trong đây em pha nước với lại là một nắp Bencona này thì em sẽ cho khoảng là 1cc, trong thùng này là khoảng 2 lít nước đó, đổ vô. Thì khi các anh chị mình sẽ hút cái giá thể này toàn bộ, các anh chị bỏ vô đây mình ngâm ha, mình ngâm mình xử lý. Như vậy thì khi các anh chị mình tái sử dụng lại cái giá thể mới này thì nó sẽ không có bị làm ảnh hưởng đến cái cây của mình nữa. Nên là nhiều anh chị mình đã xử lý hết rồi nhưng mà vần cái giá thể mà mình trồng lại thì nó hay nó vẫn bị, đó là như vậy nên cây nó vẫn bị thối bình thường. Thì ở đây thì em ngâm tầm khoảng là ngày hôm sau, qua một ngày thì em sẽ xả nước này lại em bỏ. Thì lúc đó thì em sẽ bắt đầu để cái giá thể than nó khô ráo rồi em trồng lại. Với cái cây này nè các anh chị, cây này thì các anh chị mình sẽ kiểm tra ha. Nếu như mà đầu rễ nè hoặc có cái thân nào nó bị thối á thì các anh chị mình sẽ cắt bỏ toàn bộ hết. Ví dụ đây là những cái rễ khô nè, bên đây nó có ra đầu rễ non thì em giữ lại, phần rễ khô em sẽ cắt tỉa hết. Cái phần giá thể sơ dừa này nếu như mà nó còn dày quá thì em cũng bỏ luôn, em không cần cái giá thể này nữa. Thì bắt đầu anh chị mình sẽ trồng lại thì mình để cái cây của mình nó khô ráo, nó thoáng lại, nó không có hiện tượng bị thối nhũng nữa. Thì lúc đó vừa có giá thể mơ khô rồi nè, cây nó cũng đã khô ráo thì các anh chị mình tiến hành mình trồng lại bình thường. Trong thời gian đầu á, nếu như mà anh chị mình đang trồng mùa mưa thì mình sẽ không cho cây nhập vườn liền ha, mình sẽ để cây ở chỗ khô thoáng. Tầm khoảng 3 ngày sau thì các anh chị bắt đầu mình tưới kích rễ B1 kèm với lại là Super Root B1 kèm với lại OG Hum ha, để nó vừa ra rễ bật mầm. Thì một khoảng 5 tới 7 ngày thì các anh chị mình sẽ tưới nhắc lại một lần. Khi mà mình thấy cái giá thể này nè, bộ rễ này nó đã bén ra ngoài giá thể thì lúc đó các anh chị mình bắt đầu cho cây nhập vườn. Và đồng thời đó cũng quan sát cây ha, nếu như mà cây phát triển ổn định thì là đã thành công.